hôm nay ta lại đi sửa cái điều hòa sáp inverter mà nội địa các bạn ạ, 100V. Đấy. Cái này thì họ nói là nó chạy cục nóng lên được một chút xíu là nó tắt. Và ta gỡ cả, nói chung là gỡ hết toàn bộ, còn để lại một cái vỏ với lại cái lốc máy ở đây thôi. Mình sẽ test. Khách người ta nói là chạy được lên được một 2 phút là tắt cục nóng và báo lỗi. Đấy, bây giờ mình test thì quạt cục nóng nó đã chạy. Và mình không có lốc cho nên mình không có máy nén của nó, nhưng mà mình thử bằng cái mâm từ. Đấy, cái đèn ở bộ cục nóng thì nó đang chớp này, là chớp như này là bình thường. Và mâm từ có chạy luôn nha các bạn. Đấy. Mâm từ chạy luôn. Và nó đã tắt. Nó đã tắt, nó nháy đèn rồi nha. Để chúng ta sẽ nhìn cái lỗi đó và chúng ta đi biết đường ta khắc phục. Nháy lỗi cũng nóng. Một lúc nó sẽ báo lỗi trên trên lạnh, nhưng mà mình sẽ video này mình làm ngắn, nó đơn giản thì mình làm ngắn thôi chứ không còn quay gì lắm nha. Đấy. Mình xác định được cái con này các bạn, ở trên cảm biến, ở trên bua cục lạnh này ha. Đấy. Đồ nó sai số rồi. Nó lên rất chỉ là sai rồi. Và mình đã phát hiện ra là nó bị đứt chân nha các bạn. Cảm biến này đứt chân này. Đấy. Thì nó sinh ra lỗi. Phần sau thì mình sẽ làm cái video nó sẽ dài hơn, công chiếu mấy cái lỗi của cái điều hòa sáp inverter, nhưng mà hàng thùng nha các bạn, 220. Còn đây là hàng nội địa thôi, mình mới nhận được cái bạn thợ này. Giờ mình đã làm xong rồi, mình sẽ test. Test để cho nó chạy, nó có thằng tu hôm nay nó mới chạy lên cái là nó tắt rồi. Ta đợi nó cái đời này vì họ không đem remote như này nên khởi động nguồn lên cái nó phải chạy đảo rồi lia một lúc rồi nó mới lên. Đấy, bây giờ nó chạy cái quạt cũng nóng chạy luôn. Và mâm từ bắt đầu chạy luôn nha các bạn. Và mình đi kiểm tra lại lỗi xem còn lỗi không. Ta đợi một lúc rồi chạy thoải mái luôn. Để giới thiệu lại các bạn, đây là cái bộ mạch của điều hòa inverter sáp nha, nội địa 100V. Chạy lên cái là nó tắt rồi. Khi ta đã xử lý cái đầu cảm biến của trên bộ cục lạnh thì nó đã chạy được như này rồi. Tại mình cũng thua bớt video đi vì đỡ làm mất thời gian của các bạn, thời gian của các bạn chờ đợi, cho nên là cái thời gian chờ đợi nó chạy thì mình cũng đã để tới 5-7 phút cho chạy liên thông. Mình chỉ chia sẻ đơn giản vậy thôi, các bạn mà gặp thì các bạn có thể là khắc phục được, rất đơn giản, không có gì khó. Cái côn đó nó thì mình cạo đi và mình nối lại chân thôi. Mình đua nó được 8 kg, gần 8 kg, 7 kg mấy vậy đó. Rồi rất cảm ơn các bạn đã xem video nhé.